Với 8 học kỳ tại CMA, các bạn sẽ được trải qua nhiều môn học khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao, từ vẽ tay lên tới vẽ máy, để hoàn thiện cái kỹ năng vẽ của các bạn. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ được hướng dẫn về quy trình sáng tác bài bản nhằm quản lý dự án thông qua những kỳ sáng tác cá nhân cũng như sáng tác nhóm. Với những kỹ năng tư duy bằng hình ảnh, cộng với những khả năng vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau, đặc biệt là digital, các bạn có thể hoạt động như là những họa sĩ độc lập, hoặc có thể cộng tác với team hoạt hình và truyện tranh ở những mảng concept art làm background. Và đặc biệt, minh họa sách sẽ là một mảnh đất màu mỡ để các bạn có thể thể hiện được tài năng. Điều đó sẽ mang lại cơ hội nghề nghiệp cho các bạn. Chào đón các bạn đến với Viện Truyện Tranh Vò Hình Việt Nam, chuyên ngành Digital Painting.